cái bức tranh vô hình. Ở đây là Đức Thầy muốn nói về cái chuyện ngày mai, cũng như trong thánh giảng giáo lý nói nào là thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta, hay là chừng bãi núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi, hay là thầy nói cái chuyện năm châu thế giới này nó phải tan tành rồi phải tiêu diệt rồi lập lại đời thượng hoàng thánh đức Phật triệt thánh ra đời, nào là ông năm chèo nổi lên thấy không, nào là thế giới này tên lửa rồi bom đạn nó bùng nổ để nó biến đổi cuộc đời từ hạ quân hạ lên thượng quân thượng. Nhưng mà lúc Đức Thầy nói thì nó chưa có cũng như một cái bức tranh mà nó chưa có hình đó, rồi bây giờ bắt đầu nó có tượng hình rồi. Bây giờ mình thấy những cái sự biến diễn đã xảy ra và đang xảy ra như vậy đó, nghĩa là Đức Thầy cho bức tánh một cái bức tranh vô hình mà bây giờ nó đã có hình. Đó là nói cái sự, còn nói cái lý nữa đó là cái hạng tu cao. Cái hạng tu cao tức là cái người nhận ra cái tự tánh, tức là Phật tánh của mình là bức tranh vô hình, nghĩa là cái tâm Phật của mình đó nó là một bức tranh đẹp tuyệt vời nhưng mà nó không có hình tướng gì hết. Nó nhìn vũ trụ vạn hữu nó đều biết, nhìn thế giới này nó đều biết, nhìn sát thân đau khổ nó đều biết, nhìn cõi trần tận diệt nó đều biết, nó không có hình tướng gì hết nhưng mà cái gì nó cũng biết hết. Đó là muốn chỉ cho Đức Thầy khai ngộ cho mình nhận ra cái tánh biết của mình là Phật, tu ngay tánh biết của mình là thành Phật, giác ngộ được tánh biết của mình là giác ngộ chân lý, và sống với cái tánh biết của mình thì bất sanh bất diệt, đời đời không còn luân hồi sinh tử khổ đau nữa. Thầy chỉ cái chỗ đó để cho mình tu đặng mình thành công đắc đạo. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, con cảm ơn ông Năm. Dạ, ông Năm cho con hỏi tiếp cái câu là đời xưa có ngũ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thị cho dân. Con ý con muốn biết là cái sự tích của ngũ duyên kỳ, mà nhờ ông Năm giải cái phần này A Di Đà Phật. Đời xưa có ngũ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thị cho dân. Hồi xưa á, nó cái thời kỳ là phục hy Hoàng Nông Thịnh, Tần Nông Quỳnh Đế đó, thì có cái ông này là Ngũ Duyên Kỳ. Ngũ Duyên Kỳ tức là hiệu của ông Thần Nông, là cái người dạy cái thuốc cho mọi người đó. Thành ra nó kêu là y sĩ tập đoàn á, có cái tập đoàn y sĩ để dạy cho người ta tu hành đạo đức, dạy cho người ta biết cái việc thuốc để trị bệnh. Cái ông Thần Nông này ổng có cái bà vợ cái mình trông như kiến vậy đó. Thành thử ra một người đi phía đông một người đi phía tây, thấy cái món gì lạ mà chưa biết đó thì hái lên về đó, thì cho cái bà vợ đó bà uống. Nếu là độc thì bà chết, thì ông đổ thuốc trường sanh cho sống lại. Còn nó trị vào cái tạng nào đó thì nó hiện ra cái tạng đấy là ghi vô sách thuốc đó, như vậy đó đi giáp hết, chừng nào không còn một cái vị nào mà mình không biết lên nữa thì xong đó. Vì vậy mà tất cả những vị bây giờ những cái cây thuốc đều có tên hết, là từ xưa do cái bang đó đã đặt tên rồi, đã biết cái đó là tánh dược gì để trị bệnh gì hết rồi đó. Thành ra Đức Thầy nhắc lại câu đó, ngày xưa có Ngũ Duyên Kỳ đem tài học thuốc hiến thị cho dân, tức là một cái người hy sinh giúp đời, là người ta không nghĩ cái đời tư của anh ta hiến hết cho dân những cái gì người ta học hỏi được, kinh nghiệm được, hiểu biết được, là ý Thầy muốn gợi lên cái chuyện đó cho mình bắt chước theo, mình làm những cái sự tốt đẹp đó, có tài năng giúp ích cho đời, có tài năng giúp ích cho đạo, có tài năng giúp ích cho dân tộc, chứ đừng nên có tài năng rồi mình làm danh lợi rồi mình hưởng riêng tư, đó là một điều ích kỷ tổn nhân chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên Đức Thầy khuyến khích mình, nhắc lại câu đó là khuyến khích chúng ta nên noi gương theo người xưa để làm việc gì có ích cho đời, cho xã hội, cho nhân loại, cho chúng sanh thì mình nên làm. Đó là cái tánh của người đạo đức. Kính thưa quý vị, đề tài thứ hai tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, cảm ơn ông Năm. Dạ, ông Năm cho con hỏi cái câu Đức Thầy là hiếu trung chuyển tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Vậy là hiếu trung là hai cái điều. Vậy là nhờ ông Năm cũng nhắc lên cái tích của hiếu trung, cho biết người đời phải biết hiếu trung như thế nào. Rồi người đời biết phượng thờ mẹ cha. Cái ngụ ý thầy biểu mình là phải biết thờ là như thế nào, mà không biết thờ là như thế nào, thờ thế nào cho đúng. Dạ.
Dạ ông Năm giải hai câu này. Bây giờ hiếu trung chuyện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Vấn đề hiếu trung á thì không biết bao nhiêu là chuyện tích. Nhưng mà ở đây mình chỉ nhắc một người gương mẫu mà đặc biệt chúng ta phải chú ý, tức là Nguyễn Trung Trực. Đó, vạn hiếu toàn trung, nghĩa là bó tay để chuộc tội cứu mẹ và cứu một số dân tộc Việt Nam mà mình chấp nhận để chịu trách. Đó là hiếu trung đó. Diện tích sờ sờ là được đó, còn sờ sờ trước mặt ở đây đó, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Thầy khuyên mình đó là con người có hiếu có trung thì phải biết phượng thờ mẹ cha. Cái công sanh thành dưỡng dục mình phải phượng thờ, tức là mình phải trọng, mình phải kính nể, rồi mình phải tu hiền, rồi mình phải cầu siêu cho cha mẹ được siêu sanh tịnh độ nữa. Như vậy mới tròn cái nghĩa của phượng thờ mẹ cha, nghĩa là vừa sống thì nuôi cơm ăn áo mặc, khuyên cho cha mẹ tu hiền, mà cha mẹ có chết thì mình ráng tu để cầu cha mẹ được siêu sanh và tịnh độ. Đó là mới tròn cái nghĩa phượng thờ mẹ cha. Cái ý nó đơn giản là như vậy. Dạ con muốn hỏi ý thêm là phượng thờ làm sao cho đúng, mà phượng thờ làm sao không đúng. Nhờ ông Năm nói rõ điều này nữa cho mọi người hiểu rõ thêm. Dạ. Còn cái phượng thờ đúng với không đúng nữa là vấn đề cúng kiến đó. Hồi xưa có người thì đòi cúng mặn là phải, có người thì đòi cúng chay là phải. Mà nhất là cái thời đó Đức Thầy mới ra đời ăn chay có 4 ngày, ra ngày thường ta cúng mặn ít có cúng chay. Vì vậy mà bữa đó mấy ông đương tranh luận với nhau giữa cái vấn đề cúng kiến đó. Thì Đức Thầy mới nói cúng ít thì tội ít, mà cúng nhiều thì tội nhiều. Thế có người đó hỏi nói như vậy khỏi cúng được không Thầy? Đức Thầy nói không cúng thì xa địa ngục. Cái mấy ông rối đèn biết sao vậy. Cuối cùng Đức Thầy vô trong phòng, Đức Thầy mới lấy giấy, Đức Thầy viết một cái bức thơ, Đức Thầy mới đem ra là cái bài báo hiếu đạo nhà đó. Quải đơm cúng tế lệ xưa nay, xác vật trâu heo đứa mị bài, kẻ chết cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thai, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, hồn linh siêu thác nhẹ cao ai. Đức Thầy dạch ra một lý cho mình đi, tức là phượng thờ, nhưng cúng kiến thì phải cúng chay, chứ không nên sát sanh hại vật, vì sát sanh hại vật đó là đứa mị bài, chứ nó không phải là tục lệ chân chánh. Cho nên hãy bỏ những tục lệ dị lan mê tín mà làm cho đạo đức suy đồi. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta phượng thờ là tôn trọng sớm chiều, cúng lại cầu nguyện cho cha mẹ hằng ngày, chứ không phải phượng thờ có nghĩa là sát sanh cúng tế, nhớ là như vậy. Rồi kết luận đến đây tạm dừng. À, cảm ơn ông Năm. Dạ ông Năm cho con hỏi trong cái phần bát chánh Đức Thầy có dạy là thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng. Như vậy là thiền định đặt làm thể như thế nào? Còn trí tuệ đặt làm mạng là làm mạng ra sao? Mà nhờ ông Năm chỉ dẫn điều này cho mọi người rõ hơn để mọi người hành theo cái lời Thầy A Di Đà Phật. Cái giai đoạn này ở trong bát chánh đạo thì cái điều đó là quan trọng, Thầy chỉ nó rõ ràng để cho mình tu không có lầm lạc. Từ lâu á, mình cho cái xác thân này là thể, là thân của mình, cho nên mình lầm như vậy, cho nên rồi đây chết đem chôn. Bây giờ Đức Thầy dạy mình hãy đổi lại, thiền định đặt làm thể, buông cái thân luôn, mình không nghĩ tới cái thân, mà lúc nào cũng sống với cái tâm rõ ràng thường biết vắng lặng. Cái vắng lặng rõ ràng thường biết đó là thiền định, đó là cái thể của thân mà cái thể của tự tánh. Người nào sống với cái đó thì không còn chết nữa, không còn luân hồi sinh tử nữa. Cho nên thiền định đặt làm thể, mà mình đã được thiền định đặt làm thể rồi thì lên một tầng nữa là trí huệ đặt làm mạng, nghĩa là không còn dùng cái sanh mạng của thân này nữa. Sanh mạng của thân này thì 60-70 năm chết chung đó. Còn cái trí huệ đặt làm mạng thì bất sinh bất diệt, cái sáng suốt của tự tánh, cái tánh linh của mình không bao giờ chết, không bao giờ già, không bao giờ bệnh. Vì vậy mà trí huệ đặt làm mạng là như vậy. Rồi bây giờ lên một tầng nữa, linh hồn nhập liên hoa. Linh hồn nhập liên hoa là sao? Chuyển phàm ra thánh, từ cái tâm ô nhiễm luân hồi sinh tử, bây giờ trở lại cái tâm không ô nhiễm, giải thoát luân hồi sinh tử, tức là chuyển phàm ra thánh,
gọi là linh hồn nhập liên hoa, chứ không phải chết rồi mới về Tây Phương mới có hoa sen, mà ngay bây giờ, nghĩa là mình không nhiễm thần là linh hồn nhập liên hoa. Nó kêu bằng đi đến cái chỗ là bất sanh bất diệt, à, như vậy là linh hồn nhập liên hoa, rồi siêu sanh vào cõi Niết Bàn. Đó. Tức là trở về với cái cảnh Phật, Niết Bàn là thế giới Phật, Niết Bàn tịch tịnh là đường vô sanh, sống thẳng với cái Niết Bàn thanh tịnh, sống thẳng với cái Phật tánh là lúc nào cũng rõ ràng thượng biết, không sanh diệt, không vui buồn thương ghét, không hơn thua giận hờn, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ, chiếu soi vạn vật mà không bị vật nào trói buộc, không bị vật nào chướng ngại. Đó là cái Phật tánh, đó là tu đến chỗ thành công đắc đạo. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, dạ cảm ơn ông Năm. Dạ, ông Năm cho con hỏi trong câu giải Đức Thầy. Đức Thầy có cho biết là nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi gọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Như vậy là nếu chừng nào khai thông đại đạo, như vậy là bây giờ Đức Thầy chưa khai thông đại đạo hay sao? Rồi đuốc từ bi gọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn là như thế nào? Rồi tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh, như vậy là thầy nguyện độ chừng nào mà hết chúng sanh mấy giờ về cảnh Phật hay là sao? Nhờ ông Năm dẫn giải bốn câu giảng này. À, cái bốn câu giảng này á, là Đức Thầy tâu với Thượng Đế, à, cho nên nghĩa là thầy dưng định của Thượng Đế xuống đây mở đạo cứu đời. Đó, mà chừng nào khai thông nền đại đạo, khai thông nền đại đạo không có nghĩa là dạy dân tộc Việt Nam, không có nghĩa là dạy 20 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà khai thông là đại đạo là đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, nghĩa là thầy dạy cả tam thiên đại thiên thế giới luôn, hàng tỷ tỷ thế giới luôn, chứ không phải riêng một đất nước Việt Nam, không phải riêng năm châu thế giới này luôn, mà gây dược hòa bình cho vạn quốc chư bang. Khi nào hàng vạn quốc chư bang trên thế giới, hàng tỷ tỷ nhân loại, hàng tỷ tỷ thế giới mà giác ngộ tu hành hết, độ xong hết, thì thầy mới không có trách nhiệm vuốt thế độ dân. Nó đốt từ bi rồi khắp cả nhân gian, rồi bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, tức là sáu đường luân hồi sanh tử, từ cõi trời, cõi thần, cõi người, địa ngục, súc sanh, ma quỷ đều tan nát hết, không còn nữa, trở về thế giới Phật hết, thì sứ mạng của các ngài tới đây mới xong, rồi tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh, thầy mới vui vẻ trở về cõi Phật an vui, mới không còn lăn lộn ở cõi trần này nữa. Cái ý Đức Thầy như vậy, cái chí nguyện của Đức Thầy như vậy, thầy tâu lại Ngọc Hoàng Thượng Đế là mục đích của Đức Thầy là như vậy. Kính thưa quý vị, đề tài này đến đây kết thúc. Dạ cảm ơn ông Năm. Dạ ông Năm cho con hỏi trong câu giải Đức Thầy, là Đức Thầy có cho biết là ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn. Như vậy là cái dân tộc mình từ trước giờ như thế nào, mà tại sao giờ hư hèn, lý do tại sao hư hèn, mà nếu hư hèn như vậy nó dắt mình đi tới chỗ nào, và cái điều làm sao mình có thể thoát được cái sự hư hèn này. Nhờ ông Năm giả hai câu giảng này. Như Đạo Phật. Kính thưa quý vị, về cái này thì đó là cái lời Đức Thầy mà tâu với Thượng Đế, cho Thượng Đế biết bây giờ dân tộc nó đã quá hư hèn rồi, là vì nó chạy theo cái nền văn minh vật chất, chạy nên cái nền văn minh vật chất của phương Âu, cho nên con người ta mới bỏ cái luân thường đạo lý. Nhiều khi con gái lớn lên tự nó kết hôn, nó không cần lệnh của cha mẹ đó. Có nhiều lứa bây giờ nó theo chế độ mới là tự nó kết hôn anh đó, không cần cha mẹ luôn, rồi chánh quyền cho nó tiên hôn luôn, nó không cần cha mẹ chứng kiến luôn đó. Đó là cái đó nó xúi dục cho dân tộc hư hèn đi cái đường lối ngược lại cái đường lối của Phật tiên, vô thần, không đạo nghĩa, không tu hành, không có trời Phật thánh thần luôn. Nó làm cho cái đạo Phật thánh tiên nó sụp đổ như vậy. Rồi diện áo quần son phấn cứ lấn keng, miễn cho mình được lên xe cùng xuống ngựa đó, cứ đo ăn mặc cho đẹp, lên xe xuống ngựa sung xuống thôi, cái xác thân này thôi, còn đạo lý không còn nghĩ tới nữa. Con người nó quá quá tệ rồi, quá sụp đổ rồi, thầy mới trâu với Thượng Đế bây giờ thầy xuống đây để mà dạy đời, mà bây giờ đời nó quá hư hèn rồi, khó khăn quá, bổn phận tôi phải làm thì tôi làm thôi, chứ cái cõi đời này nó quá tệ rồi, không cách nào cứu vãn được. Cái ý thầy nói như vậy đó. Nhờ ông Năm nói rộng thêm đi chứ cái điều này nó đang nhức nhối trong xã hội bây giờ. Đó, còn mình nói rộng thêm nữa thì Đức Thầy dạy thêm nữa đó, mãi điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây, thấy dương gian khuynh đảo mới tỏ bài, cho Thượng Đế lãm tường trong sanh chúng, bấy nhiêu điều xét xem nhân chủng,
Đó, thấy không? Nghĩa là thầy xét xe hết rồi, bây giờ nó đã sụp đổ nguy hiểm vậy đó, thì đâu có cách nào được, thầy làm hết bổn phận thôi. Còn xã hội sụp đổ nó phải sụp đổ, con người tận diệt nó phải tận diệt. Thầy chỉ cứu được một số người có duyên với đạo, có duyên với thầy, thì thầy độ tu hành chân chánh, thầy độ trở lên con người tốt, rồi chuyển hạ quan qua thượng quan, mình được sống muôn năm, được sống coi đời. Còn số người hư hèn, số người tội lỗi không dạy dỗ được thì cái cơ tận diệt này phải tiêu diệt, chứ Phật tiên cũng không cứu được. Cái ý thầy tiếc, đáng tiếc là như vậy. Thay vì thầy muốn cứu hết mà giờ cứu không được, nó ngang ngược, nó hư hèn hết rồi, thì thôi cứu một số thôi, số tín đồ chân chánh, số tín đồ lương thiện, một số con người tốt thì thầy cứu độ, sống qua thượng quan, lập đời thượng quan thánh đức, hưởng được lâu dài, sống 10.000 năm. Còn số người hư hèn, số người tội lỗi thì không cứu được, thì phải đi theo cái cơ tận diệt. Lần này nếu chẳng chịu tu, ngàn muôn kiếp nữa chốn ao tù, thành bùn, thành đá, thành cây cỏ, sừng sững giữa trời vạn kiếp thu. Nó qua cái lực sử phân này rồi, những người thiếu tu hành, thiếu phước đức thì phải chết, phải bị đọa xuống thành bùn, thành đá, thành cây cỏ, chứ không được làm người luôn. Cái cơ tận diệt nó thay đổi cái cách vũ trụ này nó như vậy. Dạ, cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho con hỏi trong câu dạy Đức Thầy. Đức Thầy có cho biết là cuộc lung tung gói gắm trời Âu nên còn ngại bước đường trở gót. Như vậy là cuộc lung tung gói gắm trời Âu là như thế nào, mà tại sao mà Đức Thầy còn ngại đường trở gót, là trở gót làm sao? Mà nhờ ông Năm giải hai câu này anh chị Đạo Phật. Kỳ đó Đức Thầy vắng mặt hồi năm 1947. Thế chiến thứ hai nó bùng nổ năm 1939. Kể từ 39 đó tới 47 nó còn lung tung rối rắm trời Âu. Nghĩa là ở bên Á Châu này nó ngưng, nhưng mà bên Âu Châu nó vẫn còn chiến tranh gian dội, vẫn còn giết chóc lẫn nhau. Nhất là cái Hồi giáo đụng với Thiên Chúa giáo, nó thành ra kêu bằng thánh chiến đó, chết không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên Đức Thầy nói cuộc lung tung rối rắm trời Âu nên còn ngại bước đường trở gót. Cái phước của chúng sanh chưa mãn, cái họa của chúng sanh còn nhiều, chết chóc thảm sầu chưa có thể ngưng được, cho nên thầy không có thể về để mà lập đời. Vì vậy Đức Thầy mới chưa trở lại ngay lúc đó được. Mà bây giờ đó, cái cuộc lung tung gói gắm bắt đầu nó dừng cái giai đoạn này, tới cái sự biến chuyển của thế giới rồi, cái sự lập đời của Thượng Đế đã đến rồi, cho nên bây giờ Đức Thầy trở về. Hồi đó thì ngại bước đường trở gót, chứ bây giờ đã trở gót rồi, chứ không phải là chưa. Hôm nay tôi xác định với anh em là Đức Thầy đã về rồi. Có nhiều người gặp ở tại tổ đình đàng hoàng, có nhiều người gặp ở các nơi đàng hoàng. Còn chính tôi là tôi thấy Đức Thầy đàng hoàng, nghĩa là Đức Thầy trẻ như hồi ra đi, không có già. Mà Đức Thầy có gian Nhật Bổn, về với cái tàu Nhật Bổn ở Hoàng Sa Trường Sa rồi, chờ ngày lập đời, chờ ngày núi non dở dở thầy sẽ ra mặt. Cho nên hôm nay tôi khuyến khích quý vị, nhắc nhở quý vị là ráng tu để non thần gian chuyển cùng ngồi xử phân. Bây giờ còn ăn năn còn tu được nghe, chứ sắm nổi gian thinh rồi là thầy xử chứ không có tu nữa, chừng đó ăn năn không kịp. Thành ra bây giờ mình ráng tu đi, ráng ăn năn đi, ráng sửa lỗi đi, để trở nên con người tốt, đặng sống còn dự hội long hoa, đặng đủ tư cách gặp thầy gặp Phật ngày giờ kế đây, không còn xa nữa. Đến đây xin kết thúc. Dạ, cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho con hỏi trong câu giải Đức Thầy. Đức Thầy có cho biết là cảnh dương trần khó sánh bồng lai, về tiên cảnh sai mùi đủ thánh. Như vậy là cái cảnh bồng lai mình đó, là so với cảnh dương gian này đó là nó như thế nào, nhờ ông Tâm có thể là phân tách cái cảnh mà dương trần khó sánh bồng lai đó là nó như thế nào. Dạ, cũng như là thế gian này còn nhiều người say mê cái dương trần này, mà Đức Thầy mới giới thiệu cảnh bồng lai như vậy là so sánh như thế nào đó, dương trần này so sánh như cảnh bồng lai đó nó như thế nào. Dạ. Bây giờ kính thưa quý vị, cảnh dương trần khó sánh bồng lai. Mình ở những cái nước nghèo khổ như Việt Nam, phải không? Những cái nước cù lần như Campuchia đó, thì mình thấy cái nước Mỹ nó sang giàu, thấy không? Cái nước Anh, nước Pháp đồ nó sang trọng, nó cao sang hơn, mà lầu phố nó đẹp xinh, cái gì cũng hơn mình hết. Nhưng mà dù nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh cũng là dương trần thôi, nó không có sánh được bồng lai. Cái cảnh bồng lai nó đẹp hơn cả ngàn lần cái nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh luôn. Mà con người ta đó sống tới 10.000 năm, chứ không phải như bên Mỹ, bên Pháp cũng 100 tuổi chết sạch trọi không còn mạng đó. Vì vậy mà cái cảnh dương trần khó sánh bồng lai là ý muốn nói rằng cái việc ngày mai sắp tới đây nhé, ngọc muôn màu kết tụi làm rèm,
lầu dạng nóc ngước xem mỏi mắt đó, nghĩa là cái lầu chọc trời của Mỹ đó, kia bằng tòa Bạch Ốc đó mà có một nóc à đó. Còn một viên ngọc quý nhất ở thế giới này đấy là của bà nữ hoàng Elizabeth, tức là nữ hoàng Anh đó, cắt được 64 cạnh là có 64 màu thôi đó. Còn bây giờ cái lầu đài của Thượng Ân là lầu dạng nóc ngọc muôn màu, ngọc muôn màu kết bụi làm rèm đó. Cái ngọc muôn màu làm rèm ở trước treo cửa nhà coi chơi đó. Chứ không phải có hồng ngọc như bây giờ giấu trà gai chợ cướp đâu. Thì Thượng Ân ngọc ngà châu báu đặt sạch trong ngoài đất hết trơn. Cái cảnh ta sung sướng vậy, nhất là người nữ sung sướng nhất. Biết sao không? Đường không bụi đâu nằm cũng được, cây không gai cỏ mướt là êm. Khỏi quét đường, khỏi quét nhà gì trên, khỏi lao già là luôn. Cỡ Thượng Ân không có bụi bặm gì hết đó. Rồi thêm cái nữa là sao? Muốn ăn cái gì tự nhiên cái dọn ra ăn, ăn rồi tự nhiên biến mất, khỏi rửa khỏi dẹp trơn, bởi vì người nữ qua đó sung sướng lắm. Bây giờ ráng tu đi, qua Thượng Ân sung sướng lắm nghe, không có khổ như bây giờ ăn mắc dẹp mắc dọn mắc rửa rồi hở cái có chuyện này chuyện kia phiền phức đủ thứ chứ. Còn cái Thượng Ân hoàn toàn không có những cái đó, tự tại vô ngại. Bây giờ đi đi bằng thần thông, muốn đi đâu bay đi luôn, không có tai nạn xe cộ, không có tai nạn rớt máy bay trái máy bay rồi như bây giờ đó. Còn bây giờ khỏi cần giết chết chở luôn, mỗi người nói chuyện gì biết tâm niệm với nhau trơn, khỏi cần ghi vô sách, khỏi cần ghi vô chữ nghĩa gì trơn. Cái người Thượng Ân là như vậy. Đường không bụi đâu nằm cũng được, cây không gai cỏ mát lại êm. Cái cây thì không có gai luôn đó, cái cây có gai là nó chết không qua Thượng Ân được. Tới con trâu con chó nước ta không về, đời Thượng Ân không có con trâu con chó luôn. Bị gì đâu có cày ruộng mà cần mấy con đó. Ở đời Thượng Ân người ta lúa rụng lăn về bồ luôn à, khỏi đi mần đi vậy trơn. Vậy đó mà không chịu tu qua đó, ở rồi giành lợi không à, rồi chết bỏ lại hết, mình phải ngu dại không? Bởi vì cờ đã thất còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi, phải không? Đó, Đức Thầy nói, cuộc đời nó sắp tiêu rồi, như cờ còn có chờ nước chiếu à. Mà bây giờ còn lo danh lợi, còn lo tiền bạc, còn lo nhà cửa, còn lo vật chất, rồi đây nó tiêu hết. Phải lỗ không? Bây giờ sao không lo tu đi? Rồi tới đó nó dư mặt sức đó mà ở đó mà ăn, khỏi cần làm gì hết á. Rồi tới đây kết thúc. Dạ cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho con hỏi trong câu giới đức thầy: Thích Ca đạo vị quyền sâu, rạch tim xem được một bầu linh quang. Như vậy là đức thầy có ngụ ý mình biểu mình là rạch tim là như thế nào, đặng mà xem được một bầu linh quang là như thế nào? Dạ nhờ ông Năm giải hai câu này ở Di Đà Phật. Dạ, thường thường thì người ta nói tu tâm tu tâm, nhưng mà người ta chưa có hiểu cái nghĩa tu tâm như thế nào đó. Thành ra Đức Thầy muốn nói cái chỗ này, xác định cái vấn đề tu tâm. Cái đạo Thích Ca cao sâu màu nhiệm, không có thể dùng lời nói mà được, không có thể dùng văn tự mà hiểu, không có thể dùng kinh điển mà ngộ, mà là phải rạch tim mới là ngộ được. Rạch tim là rạch sao? Bữa đó Đức Phật đưa cái hoa sen chư thiên cúng dường xây một vòng, dòm từ nam qua phía nay, từ đông qua tây, từ tây qua đông, thì trong đệ tử chưa ai hiểu gì hết. Ông Ca Diếp ông mỉm cười đó. Thì Đức Phật nói: ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, hôm nay ta truyền cho Maha Ca Diếp. Thì bắt từ đó đó, Ca Diếp tha cho Đức Thịnh Thích Ca làm tổ để dạy chúng sanh đó. Cái chỗ đó là chỗ rạch tim đó. Rạch tim là cái gì? Tức là Phật đưa cái hoa sen lên từ cái tâm khởi ra đưa, chứ cái thân này nó là thay ma đâu có biết gì nó đưa. Rồi bây giờ ông Ca Diếp nhìn thấy cái hoa sen từ cái tâm ứng ra con mắt mới thấy đó, không có cái tâm con mắt thay ma đâu có thấy. Rồi bây giờ ông thấy rồi ông làm gì nữa? Thấy liền biết, thấy cái hoa sen thì liền biết cái hoa sen đó. Cái thấy là chánh pháp nhãn tàng, tức là con mắt. Cái biết là niết bàn diệu tâm, cho nên nhận ra mình đang có cái thấy, mình đang có cái biết, tức là ngộ cái chỗ là rạch tim. Rạch tim lên để nó vào thì là mới khỏi máu lào tuôn rơi. Nếu ông Ca Diếp không có cái tánh Phật thì mới để vô được. Còn ông Ca Diếp có tánh Phật rồi, bây giờ Đức Phật để vô chỗ nào? Thành ra gì vậy, rạch tim ở đây không phải của Đức Phật cho ông Ca Diếp, mà chứng minh ông Ca Diếp là người đã ngộ được cái chỗ này, đã nhận ra Phật tánh của mình, nhận ra cái chân tâm của mình, tức là thành Phật. Thì bây giờ cũng vậy,
nó thầy mình dạy, mình phải nhận ra cái biết này, buông hết tất cả những cái không biết thì rồi mình sẽ chứng cái quả Như Lai chánh đẳng chánh giác, mình sẽ thành Phật. Chớ ông Phật không xa xôi gì với mình hết, mà hiện ngay đây nè, hiện ngay đây mình đang thấy, đang nghe, đang biết. Đừng đem cái đầu suy nghĩ lăng xăng lộn xộn, sống cái lặng trang sáng rỡ lúc nào cũng biết, thì ngay đó là Phật liền, khỏi tu ngày nào hết. Cái điều này chắc chắn như vậy, không nghi ngờ gì hết. Kính thưa quý vị, hai chữ rạch tim là như vậy, là xem bầu rạch tim, xem được một bầu linh quang, còn bầu linh quang nữa đó. Cái bầu linh quang tức là sáng suốt màu nhiệm. Chữ quang là sáng, chữ linh là màu nhiệm, nghĩa là bao nhiêu sáng suốt màu nhiệm ở trong tâm mình, chứ không phải ở ngoài kinh sách, không ở ngoài lời của Đức Thích Ca, cũng không phải ở ngoài lời của ông Di Lạc hay ông Di Đà, mà ở ngay cái biết của mình. Cái biết của mình nó linh ứng, nó màu nhiệm. Bây giờ tôi nói cái chỗ linh ứng nè. Quý vị ngủ, quý vị nằm chiêm bao, quý vị nói chuyện được người trong chiêm bao, quý vị thấy được người trong chiêm bao, quý vị nghe được người trong chiêm bao nói luôn, cái đó không phải linh ứng sao? Hiện bây giờ nghĩ trên trời là biết trên trời, nghĩ dưới đất là biết dưới đất, nghĩ địa ngục biết địa ngục, nghĩ thiên đường biết thiên đường, cái đó không linh ứng hay sao? Còn nếu nói tâm bình định, tâm bình định thoát một cái, quý vị đi đi khỏi ba ba tầng trời, thoát một cái đi xuống địa ngục luôn. Bữa nay tôi nói vậy là tôi đã có đi rồi đó. Cho nên cái điều đó hết sức là màu nhiệm, hết sức là cao cả. Cái chỗ đó là chỗ Thích Ca xem được một bầu linh quang đó. Quý vị hành tới tâm thanh tịnh đi, quý vị sẽ được những cái đó, sẽ chứng những cái đó, chứ không phải nó xa xôi gì hết. Nó hiện tiền ngay đây nè, buông hết tất cả, còn cái biết thì là Phật liền, khỏi thu ngày nào hết. Trường hợp chắc chắn như vậy, không nghi ngờ gì hết. Kính thưa quý vị, đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho con hỏi trong câu giải Đức Thầy. Đức Thầy có cho biết là hóa công chí thiện cầm căn, công bình thưởng phạt thứ dân nào tường. Vậy là hóa công chí thiện cầm căn là sao? Nhờ ông Năm giải phần này, A Di Đà Phật. Cái chữ hóa công đó, nó thay cho là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, nó thay cho là trời đó. Nghĩa là ông trời có cái bổn phận cầm cái cân thưởng phạt thôi. Chứ ông trời không có ban phước hay ban tội cho mình được. Bây giờ mình làm tội thì ông sẽ ban tội, mình làm phước thì ông sẽ ban phước. Ông là người cầm cân thưởng phạt, còn tội phước do mình làm. Chứ không phải mình làm ác cái mình giái ông trời ban phước cái ông ban phước cho mình. Mình làm phước cái mình không giái cái ông ban tội cho mình, không phải như vậy. Tội phước do mình làm thì mình hưởng, ông chỉ là người cầm cân thôi. Bây giờ tôi cầm cái cân, ai tội thì phạt, ai phước thì thưởng, công bằng, không có thể thay đổi cái đó được. Đó là ý Đức Thầy muốn nói, cái luật của tạo hóa, cái luật của trời đất thì không có thay đổi được. Mình làm cái gì hưởng cái nấy, đúng theo luật nhân quả. Cái ý là như vậy. Người thường thì không biết, nhưng mà cái người trí thì phải biết. Cái ý vậy đó. Thứ dân nào tường, tức là lê thứ là dân thường, dân đen thì không biết, còn dân trí thức thì phải biết. Ý Thầy nói như vậy. Dạ, năm dùng cái nước. Rồi bây giờ tới phần mấy chú đi nha, phần chú lại nhiêu cũng vừa rồi đó. Mình chia người mới đi đặng kết thúc câu chuyện. Dạ. Vậy ông Năm cho hỏi của đồng đạo hỏi câu là chẳng chịu về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ giải mê căn, như vậy sám hối vậy là có cần lại sám hối hay không, hay là sám hối như thế nào, nhờ ông Năm chỉ điều này. Dạ. Cái này là cái bài thi Đức Thầy cho cái cô cò. Cái cô này hồi trước á, là cổ cũng quy theo Thầy. Rồi sau cổ qua, cổ theo chùa, theo mấy ông sư. Rồi cổ mới xa ngã, cổ mới trở lại ra cái người đời tội lỗi. Cho nên Thầy mới tặng cái bài thi đó. Chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ giải mê căn. Ắt là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục trầm lưng cách thượng tặc. Đó, Thầy cho biết rằng cổ chết rồi xa địa ngục luôn nữa. Rồi vì cổ xa ngã, cổ rơi rớt rồi, không còn là một người tu nữa. Đó, chẳng sớm về nhà lo sám hối, tức là Thầy biểu mình sám hối là phải trở về nhà, mình nguyện mình ăn năn cải sửa những lỗi lầm từ trước và từ đây sắp tới không làm những lỗi lầm về sau. Chứ không phải sám hối rằm 30 lại chùa mình lại đợp đợp đem cây trái đồ cúng cho mấy ông sư rồi về làm tội nữa, rồi gầm thao lợi lại nữa. Cái đó là sám hối gian lừa,
Đức thầy nói đó, cuộc sống hối gian lừa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy lương gian lường gạt thánh thần mà chua xót do đời ngôn hạ. Chữ sám hối nào ai có lạ, là ăn năn cả sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả. Cần nhất là mình phải thật sự sám hối, bỏ những lỗi lầm, làm những việc tốt đẹp. Nguyện là phải thực hiện, chứ không có phải mình rầm này lợi nguyện lại, rồi cái về làm mấy nữa, rồi rầm sau lợi nguyện lại, cái đó là gian lừa gạt thánh thần, chứ không phải là thiệt sám hối. Cái ý nó là như vậy. Dạ, sám hối mình có cần lại sám hối không Nam? Dạ, mình chỉ lại bốn lại thôi. Dạ. Là tượng trưng cho Phật giáo Hòa Hảo, là lại tứ ân. Còn nếu mình lại sám cứ hối lại 108 hướng là nào, sao được không? Cái đó bắt chước người ta. Dạ. Chứ không phải của mình. Dạ. Thành thử ra cái lại đó đầu gối phải sưng, không dạ. ít lời gì hết á. Sám hối cái kiểu đó đầu gối phải cái sưng. câu mà nó là lại Phật một câu tội diệt hà sa đó, niệm một câu Phật phước sanh vô lượng đó. Cái câu đó theo ông Nghĩa Nam nghĩ là của ai nói? là Đức Phật nói như vậy tại người ta không có hiểu. Đức Phật nói chỉ cần một niệm thành lòng thôi, tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp tội lỗi đó. Tại sao niệm có niệm thành lòng mà tiêu diệt 8 muôn ức kiếp tội lỗi? Bây giờ đệ tử Phật hơn 1,5 tỷ đó, rồi ai cũng niệm Phật hết trơn rồi, bây giờ ai tiêu diệt 8 muôn ức kiếp tội lỗi đâu? Thật ra Phật nói cái lý mà người ta không hiểu, người ta giải cái sự không à. Do đó mà cái người giải không đến đâu, cái người nghe cũng không biết gì luôn. Thành thử ra niệm một niệm Phật tiêu diệt ngàn muôn ức kiếp tội lỗi là trở về cái tâm Phật, là cái biết của mình. Chú nhận ra cái biết của mình là Phật, chú không khởi một niệm gì hết thì ngay đó tiêu diệt vạn muôn kiếp tội lỗi luôn. Bởi vì ông Phật của chú hồi nào giờ không có làm tội lỗi. Tội lỗi là do sát phàm này, tội lỗi là do vọng tưởng gây ra. Thì sát phàm với vọng tưởng có dây có trả. Ông Phật ông không có tạo tội lỗi, ai bắt ông trả. Cái người không thiếu nợ đâu có ai đòi người ta được. Thì cái tánh Phật của mình như vậy, mình niệm một niệm Phật mà mình trở ngay lại, tôi là người đang biết, cái biết này là Phật buông hết tất cả cái không biết ra, thì tiêu diệt ngàn muôn ức tội lỗi luôn. Bởi vì cái biết này nó không có tội lỗi gì hết. Cái chỗ này tuyệt vời mà người ta không hiểu, người ta chỉ giải theo cái văn tự thôi. Dạ ông Năm cho đồng đạo hỏi là ngày xưa năm anh em Phạm Chí, chắc ông Năm nhớ một chuyện này ha. Dạ. Nhờ ông Năm cũng kể sơ ra một chuyện này. Và cái câu muốn hỏi đó là năm anh em Phạm Chí này đó, tại sao không thoát được đó là vô thường mà lại bị vô thường bắt? Như vậy là năm anh em Phạm Chí này siêu thoát về cảnh giới nào? Dạ. Tại vì năm anh em Phạm Chí này là người tu ngoại đạo, tu đến có thần thông rồi, đó, đàn dân giá võ biến hóa được đó. Nhưng mà tu dầu cỡ nào đi nữa chưa kiến tánh được thì vẫn bị tự thần bắt, không cách nào khác được. Cho nên một ông á, thì tính mình quá ra hư không, phải không? Lên trên hư không tự thần biết ra bắt. Một ông nữa thì lại chỗ đông, mình gia nhập vô đó, mình quá ra người trong đó, tự thần không biết mình là ai bắt, thấy không? Còn ông tính nhập vô cục đá, một ông tính nhào xuống biển quá ra dưới nước đặng cho khỏi bắt. Nhưng cuối cùng tới cái giờ tử thần bắt thì mấy ông đó chết hết, không nào sống hết. Đó, Đức Phật mới ngâm cái bài kệ đó: phi không phi hải trung, phi thị sơn thạch giang, vô hổ điệu phương sở, khả đắc bất khả tử. Là không phải ở ngoài hư không, cũng không phải ở biển cả, cũng không ở trong núi đá, nghĩa là không có một đất miếng đất nào thoát khỏi cái chết cả. Năm em Phạm Chí đó tu cả có thần thông như vậy, nhưng mà đến tử thần đều chết hết. Rồi bây giờ như tôi nè, tôi đâu có thần thông đâu, tử thần bắt tôi 3 lần bắt không được nè đó. Hành đạo như vậy là mới có kết quả đó. Nghĩa là cái tâm mình khởi lên vọng niệm có hình tướng, tử thần nó mới thấy bắt. Hiện giờ anh em để đặng trang thanh tịnh nhắn lặng không khởi gì hết đi, tử thần có thấy đâu bắt. Tử thần lại kiếm tôi biết mấy lần không, không thấy tôi, bắt không được tôi, rồi ra đi, rồi giao tôi về Tây Phương luôn. Bây giờ tôi muốn về Phật thì tôi về, tôi không về tôi ở đây, đâu có ai bắt tôi nữa. Tôi phải như vậy đó mới có kết quả chứ. Dạ cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho con hỏi 2 câu nữa là: trong lời Đức Thầy là phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Vậy là nghe rõ nghiệp duyên trần, phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo là như thế nào, rồi nghe rành chánh pháp để thoát tà dâm. Ông chỉ những cái phương hướng này cho phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm.
phải rõ, tức là mình phải hiểu cho rõ ràng cái nghiệp duyên là cái người trần mới cấu tạo, chứ ông Phật không có cấu tạo. Nhớ cái điều đó đó, cái người trần mới cấu tạo nghiệp duyên, tạo vợ, tạo con, tạo gia đình, tạo của cải, tạo vườn đất, tạo đủ thứ hết, đều là nghiệp duyên, nó lôi kéo mình vào đường sanh tử luân hồi. Cho Đức Thầy nói phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Bây giờ chú muốn không thành trần nữa, thành Phật thành tiên thì đừng cấu tạo. Chứ bây giờ tạo cái nghiệp duyên rồi sao thành Phật thành tiên được. Nó thành vì vậy mà muốn thành Phật thành tiên, muốn thoát ly khỏi trần tục này thì đừng có cấu tạo. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Rồi bây giờ lên một tuần nữa, nghe rành chánh pháp thoát vào dâm. Đó. Mình nghe được cái chánh pháp rồi, hiểu cái tâm là Phật rồi, thì cái tâm Phật này nó thoát vào dâm, nó đâu có dâm dục. Nó đâu có nam nữ mà dâm dục. Đó. Bây giờ mình sống theo cái giả, danh giả tướng, mình bị cái tướng giả là mê hoặc, cho nên mình thấy có nữ có nam rồi mới có tình dục. Cõi trời còn có nữ có nam, còn có tình dục. Cõi tiên còn có nữ có nam, còn có tình dục, nên còn tuổi thọ, còn chết, còn luân hồi. Tới ma quỷ cũng có nữ có nam, có tình dục, nên chết còn luân hồi. Tới cầm thú cũng có thú đực, thú cái, có tình dục, còn luân hồi, còn sanh tử. Bây giờ nghe rành chánh pháp thất đà dâm, sống thẳng với cái tánh Phật của mình là cái biết không có nữ nam, không có tình dục, không có ân ái gì hết, thì ngay đó mình thành Phật liền. Nghe rồi chánh pháp tà dâm thầy dạy như vậy, cái pháp môn tuyệt diệu là như vậy, buông hết tất cả, không có hình tướng nữa. Người nữ cũng cái biết, người nam cũng cái biết, con nít cũng cái biết, ông già cũng cái biết, thì ai đâu có tướng gì đâu, tình dục. Sống như vậy là Phật rồi đó, thất tà dâm rồi đó, thành Phật liền đó. Cho nên nhận cái chỗ này là tuyệt diệu, Đức Thầy nói và thì tuyệt vời luôn. Nó nhận được chỗ đó rồi tu ai cũng thành Phật hết. Kính thưa quý vị, đề tài cho anh tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ. Dạ, thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho một người đồng đạo hỏi tiếp là cái chị này đó, trong gia đình đó, nói chung là có người chồng trong gia đình đó, là nó không có thuận duyên, nghịch cảnh đó. Như vậy thì làm thế nào để giúp cho người chồng mình có được cái duyên Phật Pháp? Nhờ ông Năm giải thích điều này ở Như Đà Phật. Bây giờ thì mình tu phải học theo cái hạnh Phật. Phật là độ tất cả chúng sanh. Mà bây giờ ông chồng mình là cái người gần gũi, sống chung với nhau mấy chục năm rồi. Thì bây giờ mình phải độ ông trước chứ sao? Cho nên tôi nói á, nghĩa là nếu cái người tu, vợ tu mà chồng không tu, mà để cho cái sự phiền phức gây gổ, nhịn nhục không được, là người vợ quấy, chứ không phải ông chồng quấy. Bây giờ tôi nói vậy phải không? Quý vị đứng ở ngoài lộ, đứng làm thinh nè. Ai đi đụng cái mình bắt lỗi người ta đó. Tại sao tôi đứng, tôi không có đi mà tìm tôi mà đụng, phải vậy không? Cái mình dòm kỹ lại, cái ông đó ông mù. Đó, ông mù mà mình không tránh ông, để cho ông đụng là mình lỗi, chứ đâu phải ông lỗi. Thì cái người không biết tu, người ta giống như mù. Mà người biết tu, mình để đụng là mình quấy, nghĩa là ông chồng rắc rối cố nhịn ông để làm cho ông có cảm tình, rồi nói cho ông nghe, ông sẽ giác ngộ tu, độ ông trước. Độ được ông rồi là tất cả chúng sanh mình độ được hết đó. Còn ông chồng mình không độ được thì nói độ người khác thôi, đừng có làm mất công. Việc nhỏ làm không được sao làm việc lớn, phải không? Tu là phải vậy đó. Cái bước đầu tiên chịu khó trước để mình thành công. Thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Ông Năm có đồng đạo hỏi là đuốc thiền lâm phương đông chói ánh, giác hồn người thoát khỏi sông mê. Như vậy là đuốc thiền lâm đó là đuốc thiền lâm gì? Nhờ ông Năm giải. Thường thường á, cái đạo của Đức Thích Ca á, lúc mà truyền bá qua Trung Quốc đó, nó bị ảnh hưởng với cái đạo Nho. Cho nên các nhà Nho người ta phò vua làm quan được không à, cho nên mới lấn ép. Cho nên nghĩa là đệ tử Phật không được cất những cái chùa ở ngoài thành thị phố xá, phải vô mé rừng rồi cất ở trong á, phải nhượng bộ cho cái đạo Nho. Vì vậy mà kể từ đó đó mới kêu là thiền lâm. Chữ thiền là Phật tánh, là đạo, mà cái chữ lâm tức là rừng, cất ở trong rừng trong ấy được không à, không có ra ngoài được. Ý Đức Thầy muốn nói cái đuốc thiền lâm ngày xưa nó đã bị tắt rồi, đạo Phật bị mạt thiền y bát rồi đó, cho nên người ta không có con đường giải thoát. Bây giờ Đức Thầy ra đời đem cái đạo chánh
của Đức Phật Thích Ca đem cái tiếng nói từ núi Linh Sơn về truyền bá ở nước Trung Quốc. Kể từ đó là phương Đông chiếu ánh, rồi từ nước Trung Quốc mới truyền qua Việt Nam. Nó dắt hồn người khỏi bến sông mê đó, nghĩa là mục đích Đức Thầy ra đời đốt lại ngọn đuốc thiền lâm của Đức Thích Ca, dạy cho mọi người tu thành Phật. Cho nên đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, mình là người có hữu duyên mới gặp đạo, gặp được Thầy, cho nên dắt hồn người khỏi bến sông mê đó, tức là dạy cho mình sống ngay cái biết. Cái biết đâu có mê, từ đâu mình làm mình cứ ôm cái thân này là tôi hoài, cho nên mê chết vô lượng kiếp. Bây giờ buông cái thân ra, tôi là cái biết thì không còn mê nữa, thì thành Phật dễ ợt vậy đó. Đừng có than khó tu, đừng có sợ tôi không được, mà tôi bảo đảm quý vị thành Phật hết trơn, không có ai không thành, chắc chắn như vậy. Dạ tham hồng đạo, cảm ơn ông Năm. Dạ ông Năm cho ông đạo hỏi là trong giảng cũng như là lý ông Năm nói là sắp đến hội Long Hoa, còn trong sách kinh nhiều chỗ để là còn mấy ngàn năm nữa, như vậy là theo cái lý này là như thế nào, nhờ ông Năm lý giải. Như Đà Phật có hai chỗ mà nó khác nhau, do đó mà làm cho một số Phật tử ở bên Phật giáo Thống Nhất người ta hoang mang. Cho nên bây giờ tôi xin thanh minh và đính chánh cái điều này đó. Khi mà Đức Thích Ca sắp nhập Niết Bàn đó, mới là thọ ký cho Đức Di Lạc, Bồ Tát Di Lạc tại vườn Lộc Uyển, nói rằng sau 2500 năm đó, thì đến cái giai đoạn của Đức Di Lạc lâm phàm và độ tất cả chúng sanh, tối đa là 3000 năm chứ nó không ngoài. Đó. Rồi bây giờ ở bên nhà sư, ở các cái vị mà thiền sư, các cái vị mà hòa thượng lấy cái đó mới dịch ra. Nhưng mà có cái chỗ sai lầm là lấy cái năm ở trên cung trời Đâu Sức á, một năm ở trên cơ đầu sư Đâu Sức đó bằng mấy chục ngàn năm ở dưới cõi trần. Cho nên nói rằng 4000 năm ở trên cung trời Đâu Sức, 3000 năm ở trên trời Đâu Sức, thì nhân ra cái số đó là 600 triệu năm nữa mới lập hội Long Hoa, Di Lạc mới xuống phàm. Cái sai lầm ở chỗ đó. Bây giờ nó sắp liền bể cái quả địa cầu này rồi, rồi 600 nữa ông xuống đây ông độ ai? Cái sai lầm ghê không? Đức Thầy nói hạ nguyên đã hết đời, nó đã hết rồi mà mấy ông không biết, còn giải 600 triệu năm nữa, ông thấy vô lý không? Đó, bây giờ đây nè, đó, ông Phật ông nói ngay đây, sao không giải ngay đây mà đem lên cung trời trên giải? Cái chuyện đó vô lý không? Đó. Bởi vì một câu cậu hai thanh sĩ thôi mà người ta còn không hiểu. Đó. Cậu hai thanh sĩ nói làm sao? Nhũ khuyên đồng đạo gái trai, nửa sau đến việc Đồng Nai gặp Thầy. Đó. Cái người ta tưởng đâu nữa mình gặp Thầy ở ngoài Đồng Nai á, chứ không có phải. Đồng Nai là cũng nói cái chỗ mà thọ ký của Di Lạc. Cho biết Thầy mình là Di Lạc lâm phàm đó. Mình gặp Thầy mình tu đó là gặp Di Lạc tu chúng rồi đó. Còn mấy ông bên Phật giáo Thống Nhất bây giờ mấy ông giái à, nghe giái 600 năm sau là tôi gặp Di Lạc tôi tu, mà Di Lạc tờ sờ ở đây mà không biết, ông thấy không? Cái vô phước của người ta đó, còn mình có phước hơn người ta. Bây giờ mình theo chúng ông Di Lạc rồi, thì cái ngày thi này thi bài vở của ông Di Lạc chứ ai, thì mình phải đậu thôi. Còn bây giờ mình học bài vở ông khác, ông Di Lạc ra đời mình thi trật rất thì sao đậu. Thành ra mình rất hân hạnh, rất hữu duyên mình được như vậy là rất tốt. Cái này thật sự quý vị hỏi mà tôi nói chân lý thôi nha, chứ tôi không phải nói xuyên tạc ở bên tôn giáo nào hết, bởi vì đạo là chung, không có ai xuyên tạc ai. Bổn phận nói là phải nẻ thẳng dây mực tàu thôi, ai có công vậy thì đẻ bỏ vậy đó. Thay mặt đồng đạo, cảm ơn ông Năm. Đà Phật. Ông Năm cho đồng đạo hỏi câu giảng là thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu sửng. Trong ý này muốn hỏi là hỏi chuyện gì mà ngại ngùng là sao? Nhờ ông Năm lý giải điều này.
Cảm ơn Nam A Di Đà Phật. Thường thường á, thì Đức Lão Tử nói á, cái người mà trình độ cao đó, thượng căn thượng trí đó, thì nghe cái người ta hành liền à, không có suy nghĩ gì hết đó. Còn cái người trung căn trung trí đó thì nửa tồn nửa vong, tức là còn suy nghĩ tới lui. Còn cái người hạ căn hạ trí đó là ngại ngùng không dám làm. Nên thầy kêu rằng thiệt hành đi đừng có ngại ngùng. Nghĩa là lời của thầy là lời của Phật. Nói mình làm theo thì có kết quả tốt đẹp, có hạnh phúc an vui, chứ đừng có ngại ngùng. Nếu ngại ngùng không dám làm thì cái cuộc đời mình rất thiệt thòi, không có tiến hóa lên được. Cái ý thầy muốn nói vậy đó. Dạ ông Năm nói đó là hết chưa ha, còn nữa. Còn đọc câu sau nữa đó thì tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn Dạ. đó, mình thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, là mình tha thứ những người lầm lỗi, người ta nói nặng nhẹ mình hay người ta gây đau khổ cho mình đó, Dạ. thì mình nên tha thứ hết để mình làm giống cái hạnh của Phật tiên. Như vậy đó là rốt ráo. Rồi xong. Dạ cảm ơn ông Nam mà cho con hỏi tiếp câu nữa. Dương Trần bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ si. Dương Trần là như thế nào mà sao bụng dạ nhiều màu, mà nhiều màu là màu gì? Thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ si, cảnh bên tàu sao mà nghĩ si là nghĩ si điều gì? Nhờ ông Nam giải điều này. Cảm ơn A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, qua hai câu Dương Trần bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ si. Ý muốn nói rằng con người ở trên cái cõi thế gian này, Dương Trần là cái người ở thế gian này, cái bụng dạ của họ là nhiều màu, tất nhiên ba hồi xanh, ba hồi đỏ, ba hồi trắng, ba hồi vàng đó. Hồi thì là tôi cũng hiền đức như Phật tiên, nhưng hồi cũng gian ác, hồi cũng tà dại, bởi vì đồng tiền nó mua chuộc, bởi vì danh lợi nó cám dỗ, bởi vì văn minh vật chất nó làm cho con người thay đổi, vì vậy mà bụng dạ nhiều màu đó. Rồi bây giờ thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ si, cái cảnh bên tàu là cảnh gì? Chú lùng giật bổn hùng hào, chẳng thương sanh mạng dân tàu dại ngu đó. Nghĩa là lúc đó đó, nghĩa là nước Trung Quốc đó nó bị Nhật Bản quánh tiêu luôn, cho đến đổi nó bắt được ông đi lính đó, đàn bà ra cản đường đấy, nó cho dặm ở trên mình đàn bà đi luôn đó. Cái cảnh bên tàu nó tan hoang, nó khổ hải như vậy đó. Đó rồi sao không thấy cái đó, mình nhìn cái gương đó mình tu. Rồi đây coi chừng nó tới mình, ý thầy muốn nói là như vậy đó. Nó thấy cảnh bên tàu mà biết nghĩ gì, biết tai họa thì mình lo tu là vừa, còn nếu chẳng nghĩ gì chẳng lo tu á, rồi đây nó sẽ đến đó, mình sẽ chết chóc, sẽ thảm sầu, sẽ bị tai họa giống như bên tàu vậy đó. Ý Đức Thầy muốn nói như vậy, cho nên dạy cho mình tu trước, hành trước để sau này mình tránh khỏi tai họa. Còn nếu chẳng nghĩ gì mà làm liều không tu thì sau này phải chịu tai họa, không ai cứu cánh được. Ý Thầy nói như vậy. Dạ thay mặt đồng đạo có cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho đồng đạo hỏi: chí vẫn dơ tưởng đó nhớ đây, hỏi làm sao cho chí tưởng mình không nghĩ đó nhớ đây nữa. Dạ. Cái thường thường á, cái tâm phàm là nó như vậy. Chí vẫn dơ tưởng đó nhớ đây, thiết mưu kế lo bề thắng thối. Nghĩa là tối ngày cái tâm mình nó không yên, nó tưởng chuyện này chuyện kia, rồi nó tính kế này kế nọ để thắng hay để thối gì đủ chuyện hết trơn. Đó là muốn nói cái tâm phàm. Bây giờ mình muốn cho nó định trở lại, cho nó trở lại cái tâm Phật thì cái điều này quá không khó. Bây giờ nó vẫn dơ, mình biết nó vẫn dơ, nó tưởng đó nhớ đây, mình biết nó tưởng đó nhớ đây, nó thiết mưu kế thì mình cũng biết, nó đâu có qua mặt được ông chủ nhân ông. Thành ra ông chủ nhân ông đương kiểm soát hết. Bây giờ mình buông cái trí vẫn dơ đi, mình buông cái tánh phàm tục đó đi, mình trở về với cái lặng trang sáng rỡ, lúc nào cũng biết tưởng đó nhớ đây, lúc nào nó vẫn dơ cũng biết vẫn dơ luôn,
lúc nào nó thiết mưu kế mình cũng biết luôn, mình làm chủ được nó, mình khai khiến được nó, mình không chiều theo nó thì đó là mình hành đạo, ngộ đạo hay là tu đến chỗ đắc đạo. Rồi kết thúc. Thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Dạ ông Năm cho đồng đạo hỏi tiếp nữa là gìn giới cấm sửa tâm ô tạp. Rồi câu thứ hai là đến lâm chung quả lành đâu mất. Tâm ô tạp là gì? Và quả lành là quả gì? Ông Năm giải hai câu này. Gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải diệt lòng tà. Đó. Nghĩa là khi mà mình gìn giới cấm, tức là ngũ giới của Đức Phật không phạm, hay nói khác hơn là tám điều răn cấm của Đức Thầy không phạm, thì mình phửa cái tâm ô tạp. Chữ ô là đen là xấu, chữ tạp là như cái tiệm tạp quá đó, đồ gì cũng có hết á. Bây giờ mình phải sửa cái đó lại cho nó nhất tâm. Niệm Phật thì phải nhất tâm, niệm Phật thì phải gìn giới cấm, chứ niệm Phật ô tạp hoài làm sao thành công được. Thành ra phải sửa tâm ô tạp, phải diệt lòng tà thì niệm Phật nó mới kết quả. Rồi cái câu sau là sao? Và đến lâm chung quả lành đâu mất. Là quả lành là gì? Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Đó. Nghĩa là mình niệm thành tâm, chí thành, mình niệm cách nhất tâm thì cái tâm tà không có. Mà nếu không có tâm tà thì nó cảm giao đến mười phương chư Phật, thì khi chết thì mình được sanh về cõi Phật. Tức là cái quả lành của mình đó, nó đi đến cái chỗ hưởng cái phước lành, chứ nó không mất. Đó. Còn việc tu thân hiện tính hữu ngờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Bây giờ dạy mình niệm Phật, dạy mình tu để được cái quả lành, lại mình không hững hờ, mình không chịu nghe, không chịu tu, thì rồi đây tai quả đến, khó mà tránh khỏi được. Đại ý Đức Thầy nói như vậy. Dạ, thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Ông Năm cho đồng đạo hỏi ai người tâm đạo biết thừa tới đâu. Hỏi ai là người tâm đạo. Người tâm đạo biết là cái gì? Biết là biết cái gì? Đức Thầy nói hai cái câu đó nó có cái ý nghĩa cao sâu lắm. Thế là người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Ở đâu đây mà có hùm beo, khéo bài bá láp nghe theo làm gì. Đó, cái người không có tâm đạo đó, họ không có tin. Nói cái chuyện bá dơ bá láp gì không à. Đó, rồi giờ người khôn thì nghe nói càng rầu. Đó, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, tức là cái người trí thông minh đó. Người ta nghe rồi, người ta biết cái cuộc đời, ta biết lo, biết tính, biết tu hành. Đó. Cho nên mới là cái người có đạo. Cái người mà tâm đạo biết thừa tới đâu, tức là cái người tâm đạo là có cái tâm hiểu đạo, có cái tâm lành, có cái tâm tinh thuận trật trời, thì nghe lời ông Phật nói thì biết đời sắp tới cái cõi đời này sắp khổ cái thân này sanh già bệnh chết, bây giờ phải tu, phải hành thì mới khỏi được, là biết thừa tới đâu. Còn cái người ngu thì không hiểu được, ngửa đầu cười reo, chê cười, phê phán, chứ không chịu nghe, không chịu làm. Chừng là tới việc rồi thì mới kêu cầu, mới cầu cứu, thì chừng đó không ai cứu được. Cái ý nó như vậy. Dạ, thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Dạ. Dạ, kế tiếp là cho đồng đạo hỏi là việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Thế vậy là việc tu thân mà tại sao hiện tính là hững hờ, mà chừng quả đến lại khó tránh? Như nhờ ông Năm giải câu này hay như là Phật. Nếu mà thầy dạy cho mình á, tu thân xử kỹ đó, nghĩa là tu cái bản thân, phải xử trị cái thân con người mình cho được tốt đẹp. Thân không có 10 điều ác, miệng không nói lời ác, ý không tưởng ác, tham sân si không có, thì cái quả báo khổ nó không có đến. Rồi giờ việc tu thân thiện tính hữu hờ, cái tu thân đó mình hững hờ, mình không chịu làm, không chịu nghe, mình chỉ làm ác không à, làm 10 điều ác, 6 căn ô nhiễm 6 trần, thì nhân ác phải quả ác, rồi quả ác nó tới, chừng đó không thể tránh được. Chừng đó mình kêu với Phật trời, Phật trời cũng không cứu được. Cái ý là nó như vậy. Dạ, thăm anh đồng đạo, cảm ơn ông Năm. Dạ. Dạ, ông Năm cho đồng đạo hỏi tiếp là
của thế trần như mặt dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào. Đó, vậy là trẻ là ai? Đó, nhờ ông Năm giải con này, như là Phật. Thường thường á thì ai cũng thích cái của thế trần á, thấy tiền bạc ai cũng ham, thấy danh lợi ai cũng thích, sắc đẹp ai cũng mê, đó là tất cả vật thế trần. Nhưng mà không về đâu, giống như cái mật mà tha cái lưỡi dao. Cái chữ đó đúng là trẻ chứ không phải kẻ. Dạ, vì cái con nít á, kẻ là con nít, con nít nó không hiểu, nó tham ăn, nó thấy mật ngọt quá cái nhện liếm lưỡi dao là đứt lưỡi. Chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Nghĩa là mình thấy lợi mình ham, nhào vô. Rồi tới tai họa cái mới hối hận thì chuyện đã muộn rồi. Cái cô này cũng tu ngon lành lắm ha, mà nghe nói Việt Kiều về coi cái khoái quá, ưng Việt Kiều, ra ngoài Trung Quốc chết lên chết xuống, ngoại muốn về không biết làm sao về. Đó đứt lưỡi mới là hối hận đó. Có ông thấy người ta nuôi cá lời quá, cái mình đương làm ruộng ăn cũng khá, tu hành cũng được, bỏ mướn cào lên đào hầm nuôi cá, lỗ một cái mấy tỷ bạc rồi hết tu luôn. Đó chừng đứt lưỡi mới là hối hận đó. Dạ thầy ông đạo, cảm ơn ông Năm. Yeah. Ông Năm cho hỏi câu kế là: chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc. Quạt ba tiêu ở đâu mà chữa quả diệm đó là quả diệm cũng ở đâu nữa? Dạ, nhờ ông Năm giải câu này. Xin thưa rằng có nhiều người đọc cái chuyện Tề Thiên biết cái điều đó, cho nên thầy mới mượn vào cái chuyện Tề Thiên mà nói cái chuyện quả diệm với quạt ba tiêu, do ông Ngô Thừa Ông ông viết cái chuyện Tề Thiên. Cái quả diệm là núi Quả Diệm Sơn đó, cái lửa nó cháy luôn ngất trời, không có ai đi qua đường đó được, năm này tháng nọ không khi nào nó tắt. Bây giờ Tề Thiên với Tam Tạng đi thỉnh kinh, đụng cái Quả Diệm Sơn không cách nào đi được, nếu không đi ngang đó thì không có đường khác để đi. Cuối cùng Tề Thiên phải đi kiếm Thiết Phiến công chúa, mượn cái quạt ba tiêu để quạt cái Quả Diệm Sơn. Nhưng mà Thiết Phiến công chúa không cho mượn, cho nên cũng thất điên bát đảo mới mượn được cái quạt đó. Thỉnh Phật đồ xuống, thỉnh các tiên đồ xuống đó, cuối cùng Thiết Phiến mới chịu cho mượn đó. Thì mượn được cái quạt ba tiêu rồi đó, ông mới quạt đó, tắt cái Quả Diệm Sơn. Chừng đó Tam Tạng mới đi thỉnh kinh được, và ba người mới thành công cái chuyến đi thỉnh kinh. Mà Quả Diệm Sơn là cái gì? Nó không có gì lạ hết á, nó trong con người mình. Cái tánh nóng nảy là Quả Diệm Sơn, tham sân si là Quả Diệm Sơn. Cho nên mình muốn quạt cho nó tiêu cái Quả Diệm Sơn thì phải thực hành nhẫn nhục, thiền định trí huệ để diệt được tham sân si, hết nóng nảy, hết giận hờn, tâm yên tịnh, được sáng suốt, thì tất nhiên là quạt tắt cái Quả Diệm Sơn thì sẽ được thỉnh kinh như ông Tam Tạng, cũng như sẽ được thành công đắc đạo. Cái đại ý là như vậy. Dạ. Thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Yeah. Dạ, ông Năm cho ông đạo hỏi tiếp cái câu là: niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, niệm như thế nào mới tan chướng nghiệp? Nhờ ông Năm giải như là Phật. Hai câu niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại nông bồng, nó xuất phát từ một cái vị đồng đạo muốn hỏi đức thầy, là vì ổng thấy rằng mình đương ở trong cái cõi đời bị pháp thuộc, không trả rồi cái nợ thứ ân, không biết niệm Phật có thành hay không. Cho nên ổng mới nói rằng cái câu đó đó, nghĩa là tan bồng nợ ấy trả sao xong, dí dốc từ bi cõi tức lòng, nhân đạo còn mang chưa giữ trọn, làm sao giải thoát nợ tan bồng. Đó, đức thầy mới trả lời đó: đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Mặc dù mình không trả nổi cái nợ thứ ân, mặc dù đối với việc cung kiếm mình cũng không đánh giặc lại được tay, nhưng mà nếu ai biết niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thì thầy sẽ rước về cảnh thiên, cho mình được thành thiên, không còn khổ đau nữa. Bây giờ niệm sao tan chướng nghiệp, cái điều đó là quan trọng đó. Cả ngàn năm nay rồi, biết bao nhiêu người niệm Phật, đệ tử Phật hàng tỷ tín đồ, một tỷ rưỡi tín đồ cũng niệm Phật, mà ai tan chướng nghiệp đâu, phải không? Cái chỗ này mình cần nên thấy rõ cái chỗ đó. Một là mắt niệm Phật không rảnh để đi tạo ác, là cái điều đó mình không có chướng nghiệp. Điều thứ hai, niệm ông Phật trong lòng mình,
trở về với cái biết lặng lẽ thanh tịnh, rõ ràng, sáng rỡ. Cái đó nó không có chướng nghiệp. Vì vậy mà cái đó là ngộ được Phật, ngộ được tiên, ngộ được thần thánh. Hiện giờ mình đang lặng lẽ sáng rỡ, lúc nào cũng biết. Cái đó không có nghiệp chướng gì đeo nó được. Cái đó là Phật tánh. Ngộ được chỗ này rồi thì chắc chắn Thầy rước mình về cõi tiên, rước mình về cõi Phật luôn. Đành rằng như vậy, cho nên mình ráng tu là chắc chắn được thành công. Ý là như vậy. Đồng đạo cảm ơn ông Năm. Yeah. Ông Năm cho đồng đạo hỏi là niệm Phật tật bệnh tiêu tan, như xương tan nát như hồ nước trong. Nhờ ông Năm giải ý nghĩa của hai câu này. Cái đó là cũng như ở trong cái giảng xưa của Kim Cổ Kỳ Quang. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan, như xương tan nát như hồ nước trong. Ý muốn nói rằng cái người niệm Phật đó thì mình có đau ốm gì thì bệnh nó cũng hết, mình có cái tật nguyền gì đó nó cũng tiêu tan, cũng như xương mà gặp ánh nắng mặt trời đó, nó tan nát không còn mùa xương nữa, như cái hồ nước nó trong sáng rồi thì mặt trăng mặt trời gì cũng rọi xuống được. Cái ý hai câu đó như vậy. Nhưng mà bây giờ mình niệm thấy nó tan không? Hiện bây giờ mình đau cái mình niệm nó có tan không đó. Thì bây giờ mình phải niệm sao mà nó tan á thì hành câu đó mới trúng. Còn nếu mình đau niệm Phật đấy, đau hoài chày chày nó biết rồi, hành không trúng rồi đó. Phải không? Nghĩa là cái chỗ này hành mới thấy cái kết quả. Niệm cái Phật tánh của mình là cái lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết, nhìn ngay cái bệnh là bệnh tiêu liền. Đó là niệm Phật bệnh tật tiêu tan đó. Còn mình niệm ông Phật ở ngoài hoài tới chết không có tiêu chút nào hết trơn. Vì vì ông Phật ở ngoài không thể chiếu soi được cái bệnh tật trong con người mình, mà ông Phật của mình mới chiếu soi được, tan rã được nghiệp chướng và bệnh tật của mình luôn. Người nào lấy cái trí sáng suốt, cái tâm hiểu biết chiếu soi ngay cái trong cái bệnh thì cái bệnh nó tan liền. Chắc chắn như vậy. Tôi đã làm có kết quả rồi, tôi mới nói. Nếu ai làm thì sẽ thành công. Ở lại ý là như vậy. Dạ, thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Dạ. Yeah. Ông Năm cho đồng đạo hỏi câu là: con thường nghe câu lưới trời cao lồng lộng, không lọt một mãi lông, có nhiều người thề độc như xe cán, chết bất đắc kỳ tử, vân vân. Lời thề đó có tác dụng không? Thì nhờ ông Năm giải con này. Kính thưa quý vị, cái nhiều khi á, cái lời thề mà nó trước lớp không thấy gì, là nhiều khi người ta thề nặng mà cái phước ta còn lớn, nó chưa đúng ngày giờ. Còn nếu cái phước mình mãn, thề là nó kết liền. Cho nên có người thề rồi sẽ bị xe đụng, có người thề rồi sẽ bị chém đầu, có người thề phải thành thần Hà Bá. Đó, ông thần Hà Bá đó cũng cái lời thề mà chết thành thần Hà Bá đó. Ông là thân công báo đó, đệ tử của Thông Thiên Giới Chủ giỏi hơn Khương Thượng đó, nhưng cũng chết vì lời thề đó. Rồi bây giờ đó, mình thấy cái lời thề nó có tác dụng thì mình phải nhận xét lại. Đức Thầy cũng cho biết là kẻ lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiêng thần thánh là gì. Cái người thề phần nhiều là giả dối chứ không thật lòng. Cho nên mình phải xét kỹ để mình áp dụng cho nó đúng. Cái câu sao làm sao? Lũ thề rồi tới câu gì đó? Dạ, lưới trời lưới trời cao lồng lộng, không lọt một mãi lông. Có nhiều người thề độc, nhưng mà thầy đọc như là xe cán chấp đắc kỳ tử gì đó. Cái đó giải thề rồi. Thầy có tác dụng không? Rồi thề đó thì giải rồi. Rồi tới vấn đề lưới trời. Dạ. Để giải cái lưới trời. Lưới trời. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh mà chẳng lọt mãi lông khá nhớ. Đó, Đức Thầy nói với mình cái lưới trời không lọt mãi lông. Bây giờ có ai thấy lưới trời chưa? Bữa nay tôi giải lưới trời luôn. Bữa đó tôi thấy. Đức Thầy nói đến chừng đó thiên la lưới bủa mới biết rằng trời Phật công bằng. Khi mà cái ngày tận thế tới rồi đó là Thượng Đế cho các vị thần tiên đi bủa thiếu trời hết. Để làm gì? Để chặn cái tớp ma quỷ này nè. Chứ nếu không nó giết mình hết đó. Cái cơ tận diệt ma quỷ nó lộng hành. Phải bủa lưới trời bao khắp cái nhà tôi nè. Tôi thấy cái lưới trời bủa giáp hết trơn. Hôm ngày cả từng lễ nay, ngày nào tản sáng 6 giờ là bủa rồi đó. Đó, rồi bữa đó như vậy ha, tôi nói cái tuyệt vời của lưới trời đấy ha. Cái lưới bằng lầu nó thưa vậy ha. Cái con quỷ nó quá nhỏ hơn là nó chung qua thì cái lưới rút nhỏ lại, chung không lọt. Nó quá nhỏ nữa, cái lưới rút nhỏ nữa.
nó quá riết hồi bằng con chim vậy đó, rồi cũng qua không được, bị lưới trời xiết nhỏ đó. Cuối cùng bằng con thằng lằn cũng không vung qua được, cuối cùng nó quá thành con ruồi. Nó vừa bay qua lưới xiết mắt ngàn cổ liền, chư thần đem đi nhốt liền, chính con mắt tôi thấy luôn đó. Cái lưới trời thiệt diệu như vậy đó, chứ không phải như cái lưới phàm mình cứ lỗ bay lớn hoài, mà là con gật bao nhiêu xiết vô bao nhiêu. Cho nên Đức Thầy nó đó, mà chẳng lọt mãi lòng khá nhớ cái chỗ đó đó. Tuy nó lớn vậy đó mà cái mãi lòng qua không được đó. Cho nên ý Đức Thầy muốn cho mình biết rằng cái việc trời đất nếu đời tới thì sẽ có lưới trời bủa. Mà bây giờ tôi báo tin cho anh em đó, lưới trời bủa tôi thấy rồi đó, là đời tới đó nghe, không tu chết hết không còn một mạng đó nghe. Cái điều này ráng nghe. Dạ, thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Yeah. Dạ. À, câu hỏi tới kế tiếp đó là có đồng đạo hỏi đó là sau khi mà hội Long Hoa hình thành rồi, Đức Phật Di Lặc ngài sẽ làm chủ cõi Ta Bà, vậy thì những người sau này còn lại đó có thoát được sanh tử luân hồi hay không? Nhờ ông Năm giải điều này như Đà Phật. Khi mà lập hội Long Hoa rồi đó thì Đức Di Lặc cũng trụ thế, cũng lâm phàm y như Đức Thích Ca, nhưng mà ngồi ngay cái cội Long Hoa tu đắc đạo mới đem cái đạo ra dạy chúng sanh tu đó. Thì bây giờ cái người nào mà còn sống đó, tới đó đó thì mình vô làm đệ tử Di Lặc, mình tu thành Phật rất mau, khỏi cần phải về Tây Phương, vì cái này là Tây Phương của Di Lặc, cũng như Tây Phương của Di Đà ở xa đó, khó không biết đâu, còn Tây Phương Di Lặc ngay đây nè, ngay quả địa cầu mình luôn, mình khỏi đi đâu hết, kể như tu mau thành chánh quả. Còn người nào không tu thì cũng theo cái luật từng bờn 10.000 năm hưởng hết phước cũng đầu thai trở lại. Còn trong 10.000 năm mình tu dễ thành, ba tràng thiết pháp của Di Lặc mỗi tràng như vậy là 2.000 năm. Không lẽ 2.000 năm tu cũng thành sao? Mà ba lần vậy là 6.000 năm. Không lẽ 6.000 năm tu cũng thành sao? Còn bây giờ mình tu chưa kịp có chết yểu rồi, cho nên khó thành. Còn về đó ai tu cũng thành hết đó. Kiến diện chân sư tu hành mau đắc quả. Mà sợ cái sung sướng quá mình không tu đó, giống như ở cõi trời đó, giờ sung sướng quá không ai tu, cho Phật không có ra đời vậy đó. Dạ thay mặt đồng đạo cảm ơn ông Năm. Dạ ông Năm, có đồng đạo hỏi là kiến tánh là Phật hay làm Phật? Dạ, nhờ ông đúng Năm, cái dạ. Nghĩa của nó đó là ở trong kinh Bát Nhã đó, đó là hai câu phải không? Một là kêu bằng Phật tức tâm đó, hai á là Phật là tâm đó. Cứ là Phật tức tâm, tức những cái tâm mình là Phật, rồi bây giờ Phật là tâm đó, nghĩa là kêu bằng cái ông Phật với cái tâm mình nó có một chứ nó không có khác, thành ra đặt vào vị trí nào nó theo vào vị trí nấy, chứ ngộ được cái chỗ Phật tức tâm là xong. Kêu bằng bất dị sắc mà sanh tâm, bất dị thương hương vị xúc phát mà sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không duyên theo sắc đẹp mà sanh tâm vọng động, không duyên theo hương vị xúc pháp mà sanh tâm vọng động, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ, cái gì cũng biết, đó là Phật. Đơn giản là như vậy, ai tu cũng thành tha Phật hết. Dạ, ý nghĩa như là chị này hỏi là kiến tánh á, là thành Phật chưa hay là còn làm Phật? Còn làm Phật như là còn trong giai đoạn làm Phật để tu thành Phật đó. Nó đúng nghĩa của nó đó là kiến tánh rõ ràng thực tế thì là Phật luôn, khỏi tu khỏi gì nữa hết. Còn mình còn tu á là kiến tánh mà kiến hơi meo meo đó, mới còn tu. Cũng giống như bây giờ trăng mới có lưỡi liềm mà, rồi phải mùng 10 nó sáng được, mới tới rằm nó mới sáng dậy khắp nơi hết. Thành ra cái người kiến tánh hơn cái người tối hù. Tối hù thì nó không có gì hết, còn bây giờ mình thấy được chút rồi thì từ từ nó phát triển thêm, từ từ nó sáng dậy trời luôn, lên một lên hai, còn bé nhỏ 15, 17, bốn phương hay.
Nếu mà trong giai đoạn mà chưa hoàn toàn đấy kia được kiến tánh mà trọn vẹn nó như vậy thì trong giai đoạn đó mình phải như thế nào, mình tu như thế nào để đạt trọn vẹn? Mình phải bám sát để cho nó ngộ luôn. Bây giờ nói dễ hiểu là mình một phần mình kiến tánh mà một phần mình còn sống theo tâm phàm. Đó, bây giờ mình phải buông bên đây, đứng qua bên đây. Cái cân cân bằng nó bật cái bên phàm lên thì hoàn toàn kiến tánh. Cái ý nó là như vậy.